Câu 11 nào, ào ào quá nhỉ. Câu 11 lấy 31,68 trừ 20 chia 36,5 thì ra 0,32 mol đúng không? Đúng chưa? Mà lại cho CM bằng 1 thì phải ta tính được là gì? 320 ml không? Đúng chưa? Tiếp tục. Câu 12. Bao nhiêu mol brom? 0,6. Mà tỷ lệ phản ứng là cứ 1 amin, 1 amin cộng với 3 lần Br thì tạo ra gì? 1 lần kết tủa. Đúng không? Cái phản ứng đấy ở trang trước này mọi người có thể mở ra xem này. Tác dụng brom 1 amin, 3 Br2 và được 1 lần kết tủa. Và M lớn kết tủa là 330. Đúng chưa? Thế thì ta có mol brom là 0,6 đúng không? Chia cho 3 thì ra được mol của kết tủa là 0,2 không? Lấy 0,2 nhân 330 thì ra khối lượng kết tủa chưa? Xem ra bao nhiêu? 66 gram. Được chưa? Tiếp nhá. Nào hiểu không ở dưới? Câu 13. Cho 0,1 mol này tác dụng HCl khối lượng là quá dễ rồi. 0,1 thì đây cũng 0,1 và đây cũng 0,1 đúng không? Em chỉ việc lấy 0,1 nhân M lớn thằng này thôi. M lớn của C6H5NH2 là bao nhiêu? 93 cộng thêm 36,5 rồi nhân 0,1 bằng bao nhiêu? 12,95. Được chưa? Đấy, cố gắng nhớ mấy cái M lớn. Cũng giống như trước đây ta nhớ cái gì? 297 đúng không? Là chất gì? 297 là chất gì? Lại toàn. 297 lại toàn. Ai đọc được 297? Đọc lên. Tôi xuống rồi đập cho ông một phát. The cellulose chili chat. Đúng không? Mà cái bài toán là tác dụng với 3 lần HNO3 đấy đúng không? Xong đó vậy hay cho C% HNO3 hoặc là cho M dung dịch để tính V ấy đúng không? Tỷ khối. Vừa mới học sang chương này mới được 1-2 buổi cơ ông lại quên chương trước. Thì cái này tương tự vậy, nó là 330, bọn em cố gắng nhớ thì mình đỡ phải viết công thức ra để tính nhá. Sao? Tiếp nhá, câu 14. Đấy, vừa nói xong thì đến ông 9,9 này, chia cho 330 đúng không? Thì ra bao nhiêu mol? 9,9 chia 330. 0,03. 0,3 mol. Mà tỷ lệ của nó với brom là 1,3. Còn với alilin là 1,1 đúng không? Thì ông alilin này cũng là 0,03. Lấy 0,03 nhân 90 mấy? 93. Kết thúc phải là số 9. 3 x 3 là 9 mà kết thúc phải số 9. Cho đáp án luôn, khỏi xem mấy thằng kia. Chị này bắt đầu còn đang on mới bấm máy. Đáng định bấm máy còn gì nữa. 93 x 0,03 thì chuẩn luôn, chối. Được chưa? Mọi người không chịu tinh ý là 93 x 0,03 thì 3 với 3 là 9. Số đơn vị cuối cùng phải là 9. Có mỗi đáp án B có số 9 thôi thì chọn luôn. Trừ trường hợp đáp án sai. Mà đáp án sai thì học sinh tự động được điểm. Đúng không? Thế là lỗi người ra đề mà. Thế mà gọi nhanh. Hơn nhau 1 giây là vấn đề rồi, 10 câu là 10 giây rồi. Tiếp. Nào trật tự đi. Đây câu 15 thì giống hệt cái dạng mà của cellulose chili chat chưa? Cho 3,96 gram kết tủa chia bao nhiêu? 3,96 chia bao nhiêu? Chia bao nhiêu? 330 bằng bao nhiêu? 0,012 nhân 3 lần lên thì ra mol brom là 0,036 nhân với bao nhiêu? 80 160. 160 vì Br2 thì ra bao nhiêu mol gam? 5,76 gam này là khối lượng kết tủa, là khối lượng chất tan. M chất tan bằng 5,76 gam. Có M chất tan, có C phần trăm tính được M dung dịch chưa? M dung dịch bằng bằng gì? Đọc công thức của cái lại đần cả loạt ra. M chất tan nhân 100 chia C phần trăm. 5,76 nhân 100 chia 5. M dung dịch bằng bao nhiêu? 115,2 à?
ta lại có công thức m dung dịch bằng v nhân d đúng không? Thì v bằng m dung dịch chia d, em lấy cái này chia cho d đi. 115,2 chia cho 1,3 88,61. Được chưa? Công thức là m dung dịch bằng v nhân d thì v sẽ bằng m dung dịch chia d. Như vậy nó giống hệt cái dạng bài mà cellulosity chart chưa? Cộng với HNO3 đấy đúng không? Như vậy những cái loại này mà em không nắm được quy trình tính này mà em viết phương trình ra thì rất là mất thì giờ. Còn nếu ai nắm được thì chỉ cầm mỗi máy bấm một dòng phát là ra luôn đúng không? Cứ bằng 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 phát là ra làm gì? Hiểu chưa? Chú Khánh hiểu chưa? Chú hiểu xong lại tuần sau lại mặc cái đần thối chứ. Chú hiểu chưa? Chắc nhá. Nó phải chịu khó, mình đã không hiểu nhanh được thì mình phải chịu khó làm, về nhà phải xem lại, có cả video xem lại, nghe lại, làm lại. Những người trượt chỉ là những người lười thôi. Tôi từng dạy một cái ông mà 2 phẩy tổng kết của lớp 12 2 phẩy, không đỗ được tốt nghiệp. Mà đến lúc mà một nó chỉ học mất khoảng tầm 4 tháng, nó đỗ thừa đỗ đại học. Cách đây cũng phải tầm 15 rồi, hơn 15 rồi. Lúc nó trượt, em nghĩ là cái thời ngày xưa mà trượt tốt nghiệp ấy cực khó. Chứ không phải như bây giờ đâu, ngày xưa không điểm liệt nữa. Mà thi tốt nghiệp ngày xưa cho chép. Thi đại học là thi tại trường mà lên thi tốt nghiệp là thi riêng mà. Đấy, cho chép mà nó còn trượt được. Lý do gì? Nhà nó ngay chỗ viện quy hoạch rừng như này. Ở nhà nó có 2 tầng, tầng 1 mở quán lép. Suốt ngày nhà nó mở quán lép mà, suốt ngày nó ngồi chơi. Ăn cơm nhá. Mẹ nó phải bê bát cơm ra tận bàn nó chơi game rồi mới ăn, còn không nó không thèm ăn luôn. Đấy, chiều con thì mức như thế mà. Nhà thì nhiều tiền vì bố cấp tướng mà. Bố làm trong cục X18. Đấy. Cơm phải bê tận bàn chơi game nó thì nó mới ăn, không nó nhịn luôn, không cần ăn. Mà đến lúc nhận dạy nó nhá, bình thường nó không nhận dạy cái loại đấy đâu. Mẹ nó bảo không, cháu nó học khá lắm, chẳng qua chỉ trượt đại học thôi. Mình dạy được 3 buổi rồi, hóa ra ông trường tốt nghiệp, học trường Trương Định. Mà nó chăm đến mức khi nó đi học, khi nó học nó chăm đến mức nhá. Một bài này anh giảng này, nó về nhà làm lại 3 lần. Mấy ông dưới trật tự đi. Cứ một bài giảng chi tiết, vì ngày xưa thi tự luận mà. Một bài giảng chi tiết nhá, nó về nhà nó làm lại 3 lần. Xong còn đâu nó lại làm bài các tiếp. Đấy. Cứ bài nào mình giảng rồi thì nó làm lại 3 lần. Đều như bắt tranh luôn. Mà đến lúc mà đến dạy nó khoảng tầm 2 tháng, hơn 2 tháng rồi bắt đầu đến lúc mà đăng ký hồ sơ thi ý. Bảo nó là xuống tra mạng đi để mà tìm trường nào phù hợp ấy. Cả tuần rồi chẳng thấy nó tra, không hỏi sao không tra. Vì biết nhà nó vẫn ở mở quán net ở dưới mà. Nó bảo em không có thời gian tra. Nó chỉ ngồi học đúng ở cái bàn học đấy thôi. Ngồi học nó làm. Học xong nó nghỉ một tí xong lại quay vào bàn học đấy. Có nghĩa là nó chỉ loanh quanh một cái phòng học của nó. Không xuống tầng mà tầng dưới của nó là quán net. Từ một cái thằng mà nó ngồi chơi game phải bưng cơm đến cho nó ăn. Mà đến mức nó quyết chí làm lại ấy. Nó không thèm xuống tầng 2, từ tầng 2 xuống tầng 1, không thèm xuống để tra máy tính luôn. Bởi vì tra máy tính để xem trường học nào mà. Đấy. Nhìn thấy một con người nó thay đổi 100% như thế. Nên nhận ra rằng là không phải là chỉ cần chăm là mọi người có thể đỗ được rồi. Chứ còn nếu ai mà muốn đỗ trường cao ấy thì phải có tố chất thông minh nữa. Có nghĩa là để đến tầm 9 điểm, 10 điểm ấy. Thì bọn em ngoài chăm chỉ ra, ngoài giáo viên dạy tốt ra thì bọn em phải có tố chất nữa. Còn cái tầm 8 điểm các thứ thì chỉ cần bọn em chăm thôi. Nhớ được những cái gì đã học là bọn em thừa sức rồi. Nói được làm được mới là người tốt. Chỉ nói vui mồm thì đừng nói. Đấy. Anh không nhớ nữa, anh chỉ nhớ đỗ thôi. 10 hơn 15 rồi nhớ làm sao được chi tiết. Anh nhớ là nó học về công nghệ thông tin. Anh của nó thì học ở Genetics của Bách Khoa, là hệ đào tạo quốc tế của Bách Khoa. Còn nó thì học công nghệ thông tin. Còn không nhớ trường gì. Nhà ngay dưới cái viện quy hoạch rừng này. Anh không nhớ. Nào mấy ông ở dưới trật tự chưa? Hoặc là những đồng chí nào mà ví dụ như đây mấy đồng chí năm trước học 11 đấy, thì cái anh Long lớp 12 anh ngồi cuối lớp ý. Đấy là anh ấy hay là thi lại đấy. Anh ấy thi lại. Anh ấy đi làm rồi bây giờ anh quay lại anh học. Mà năm vừa rồi anh thi được 9. À đây anh ấy học cùng thằng Linh này. Đấy học cùng thằng Linh này, học tiếng Anh cùng Linh ở nhà anh. Đấy. Thi tiếng Anh, toán anh được 9 điểm. Mà anh vẫn là ngày đi làm nhá để lấy tiền đến đây đóng học nhá. Ngày đi làm để lấy tiền, anh đi làm đi chở xe. Làm kiểu lái xe để chở vật liệu cái thứ ấy. Đấy, ngày đi làm 9 điểm toán, 6 phẩy mấy điểm tiếng Anh.
Còn nếu Lý như mấy nhỉ? Lý quên mất 87 mấy. Mà 9 điểm toán nhá. Trong khi đầy ông học hoè cổ lớp 12 đây còn chưa chắc đến 9 đâu. Người ta có nghị lực, có ý thức như thế. Còn bây giờ các đồng chí là đang sướng quá, chẳng chịu học. Phần lớn là mọi người về nhà không đọc lại bài cũ, không xem lại. Ai chăm chỉ thì mở bài ra làm tiếp và làm một số bài. Còn có những người là đến đây lại mở ra làm tiếp để chờ chữa. Thành ra bọn em cứ kêu là mình học mãi chẳng giỏi, đây là do mình. Chứa tiếp nhá. Câu 16 là nhìn 1, 15 thì giống lúc nãy rồi đúng không? Bỏ nhá. Biết chắc là C mấy rồi? C nhỏ nhất là C2 này, thằng này rồi đúng không? B rồi. Vì ta vừa làm rồi cái tỷ lệ x, 10x, 5x này này đúng không? Được chưa? Sang trang nhá. Tiếp tục này, câu 18 đi. Trung hòa 20g dung dịch lồng độ bao nhiêu mol HCl? 0,1 mol HCl. Làm được tỷ gì tiếp? M chất tan bằng bao nhiêu? Đây là 20g dung dịch, 22,5% thì M chất tan bằng, lấy M dung dịch nhân với gì? M dung dịch nhân với C% chia cho 100 đúng không? 22,5 chia 5 bằng mấy? M chất tan bằng 4,5g. Mà mol 0,1 thì M lớn 45 đúng không? 45 là mấy carbon? 2 carbon. Chọn đáp án A. À, là Huy hiểu chưa? Tôi thắng hiểu chưa? Chắc nhá. Thôi 3,1 chọn luôn đi nhỉ? Đỡ phải nói cho mệt người. 32,6 chia 0,4 bằng bao nhiêu? 32,6 chứ không phải 4. Bao nhiêu? 81,5. 81,5 làm gì nữa? Trừ 36,5 đúng không? Bằng bao nhiêu? 45 lại cho nó bán. Tiếp tục 11,8. Đáp án gì? Không tính đáp án gì? Tại sao? Tại sao? C là chính xác rồi mà tại sao? Vì 11,118 là bội của 59 đúng không? 59 gấp đôi lên có phải 11,118 không? Thì chắc chắn 11,8 thì phải ra C3 rồi. Mà đây là no đơn chức thì phải C3H9N đúng không? Có 31, có 45, có 59. 31 gấp đôi là 62, 45 gấp đôi là 90. Làm sao ra được 11,8 đúng không? Chỉ có 59 gấp đôi lên luôn chưa? Thế có phải là tôi bảo rồi mọi người học cái mẹo như thế làm rất là nhanh, có nhiều câu cơ bản rất là nhanh. Nên lớp hỏi ta làm bừa. Đúng không? Còn thực ra là mình biết chắc nó như thế. Bao nhiêu? 15 trừ 10 còn 5. 5 chia mấy? 5 chia 3 6,5 đúng không? Xong lại lấy 10 chia số đấy, nếu không nhầm là ra C4 đúng không? Đúng không? Cái bài đầu tiên mình làm ra C4 mà. Thế thì 8. Vẫn đang học nhá, ở dưới nhá. Câu tiếp theo. Câu 23. Tỷ khối so với không khí, không khí là 29 đúng không? Nhân 2 lên là 58. Đúng không? 17,4 chia 58 bằng mấy? 0,3 mol. 0,3 mol này thì ra bao nhiêu mol cái tủa? 0,1. Chắc không? 0,3 mol thì ra bao nhiêu mol cái tủa? 0,1 vì tỷ lệ là 1,3. Ta có kết tủa FeOH3. Nhìn lên bảng đi cho dễ nhìn. Tạo ra Fe2O3 khi lung đúng không? Cân bằng sắt này thì 2 vào đây đúng không? Mà ông này 0,1 thì ông này là 0,05. 0,05 nhân M lớn của nó thì ra 8g. Fe2O3 là 160 mà. 160 nhân 0,05 chả 8. Không tin tưởng nữa. Chết mệt được không? Chắc. Hiểu chưa? Được chưa? Tiếp. Có ai phải hỏi lại không, anh chữa tiếp đấy. Ok nhá. 9,3 một amino trước. Đáp án gì? Đáp án gì? Nói to lên cho mà. B. Vì sao?
Nó gấp 3 lần 31. Nó gấp 3 lần 31 đúng không? 93 chia 31 bằng 3 mà đúng không? Bắt buộc mon phải chẵn cơ mà. Cái quy tắc đấy tưởng chừng rất đơn giản mà vận dụng nó vào bài tập như nào mới là kỹ năng. Đúng không? Chưa nhiều giáo viên người ta biết là mon phải chẵn mà đấy vận dụng vào đấy lại làm những cách đồng vòng vòng. Đúng không? Nó có thể là ước hoặc bội của các cái số đấy. Cứ miễn là nó phải chia hết. Câu 25. Hiro là 2, 19, 2 là 38. Đúng không? M trung bình là 38 thì bắt buộc một thằng phải là 31. Một thằng 31 là C1 đúng không? Đáp án C bỏ. C bỏ đã. Nó có liên tiếp không? Không liên tiếp sao biết A? Được chưa? Chỉ bỏ được thằng C thôi. Tiếp này. Một amin 0,15 mol. Kết tủa của em đang là gì? FeOH3 tạo ra Fe2O3. Lấy 8 chia 160 có phải giống con trên là 0,05 này. Thì đây là 0,1 mol đúng không? Đúng chưa? 0,1 mol FeO3 thì mol amin bao nhiêu? 0,3. Như vậy 2 amin này là 0,3. 2 amin 0,3 mà một thằng 0,15 thì thằng còn lại cũng 0,15. Đúng chưa? Như vậy 38 phải là trung bình cộng của hai số. Đúng không? Thế thì M lớn còn lại là phải bao nhiêu? 45. Được chưa? 45 cộng 31 mà chia đôi ra thì bằng 38 không? Được chưa? Đây là một cái mẹo nhá. Bình thường là em sẽ phải tính như này. Mọi người nhìn lên bảng trước đi nhỉ? Nhìn này. Bình thường ta có này, M trung bình bằng 31 nhân 0,15 cộng M lớn nhân 0,15. Để công thức tính M trung bình đấy, chia tổng mon là 0,3. Từ đây tìm được M lớn. Được chưa? Thì hai mon này có thể khác nhau mà, nên cái tỷ lệ này sẽ khác nhau. Nhưng khi hai mon bằng nhau thì M trung bình sẽ là trung bình cộng của hai số. Thì ta cứ xem là lấy 38 nhân đôi trừ đi 31 ra bao nhiêu là đáp án. Được chưa? Đây là tính chất của toán rồi. Nhớ nhá. Thế ta tìm ra được 45. 45 phải là C mấy? C2. Đáp án A. Hiểu chưa? Rất là nhanh mà chẳng cần viết nhiều chữ. Tiếp tục này. Câu 26 khả năng cao nhiều người sẽ bị lừa. Đây là FeCl mấy? Thì ra kết tủa gì? FeOH2. Đúng không? Đem lung ra ra kết tủa gì? Tất cả sai hết. Đấy mới là cái mà mọi người bị lừa. Lung bất kể loại oxit sắt gì để trong không khí thì đều ra Fe2O3 hết. Lung trong không khí cơ mà. Như vậy nó lại ra Fe2O3. Và mọi người thấy nó đang sắt 2 ra FeO, mọi người tính FeO là sai. Thế bảo là mọi người sẽ bị lừa chỗ này mà, được chưa? Lung trong không khí kiểu gì cũng ra sắt 3. Không cần cân bằng. Ở đây ta vẫn chỉ là 2 thôi. OH3, OH2 không quan tâm, đang cân bằng theo nguyên tố sắt. Được chưa? 18 chia ra bao nhiêu? 18 chia 160. Không phải bao nhiêu? 1125 à? Nhân đôi lên là 0,225 đúng không? Nhân 3 lên. 0,675. Như vậy monamin là 0, gì? 675 đúng không? Đúng không? 0,675. Mà lại nhân với so với hydro 30 thì M lớn là 60 đúng không? Nhân 60. C à? Đúng không? Vì 6636 rồi mà còn vừa lẻ nữa thì phải là sơn 36 là C chưa? Gì? Không, à ừ, xin lỗi. Xin lỗi, không phải, nhìn lại đi anh nhân sai. Chỗ này là OH 2 lần. Thì tỷ lệ phản ứng chỗ này chỉ là nhân 2 thôi, ta vừa lại nhân 3 rồi. Đúng không? Em lấy 0,225 nhân đôi thì ra 0,45. 0,45. Sau đó nhân với 60. Hiểu chưa? Nào dưới được chưa? Lưu ý nhá. Vì có lúc người ta cho FeCl3, có lúc FeCl2 nên mình rất là dễ bị nhầm đấy. Được chưa? Và nếu ai thuộc được các tỷ lệ phản ứng ấy thì không phải viết chương trình. Hiểu chưa? Về làm nốt nhá. À không, dạng 3 là hôm sau học bài mới rồi. Hôm sau đầu giờ học bài mới luôn nhá, vì amino acid chưa học. Được chưa?